Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay rất là nhiều bạn hỏi thầy về cách học nghe như thế nào cho hiệu quả. Các bạn gửi thầy những câu hỏi kiểu như: Thầy ơi, em dành ra 1 ngày 6 tiếng để nghe có được không hả thầy? Thầy ơi, em vừa nghe giờ chép lại lời mình chép chính tả như có được không thầy? Em xem phim phụ đề có tốt không hả thầy? Tụi bạn em chúng nó bảo thế. Thầy ơi, chỉ em cách học nghe hiệu quả đi thầy. Dù có muôn vàn mối băn khoăn khác nhau nhưng tất cả đều tụ chung ở một điểm, đó là cách học nghe. Thực ra tất cả các cách trên đều có lý do riêng của nó, và hôm nay thầy xin làm cái video này để nói về mấu chốt của việc học nghe cũng như cách học nghe làm sao cho hiệu quả. Có 3 lý do khiến chúng ta không nghe được. 1. Thiếu từ vựng. 2. Thiếu liên kết. 3. Thiếu kiến thức. Đầu tiên đó là thiếu từ vựng. Điều này rất là dễ hiểu. Rõ ràng khi các bạn nghe một vấn đề mà mình không biết nhiều từ mới trong đó thì dĩ nhiên các bạn sẽ không hiểu. Đó là chuyện rất là bình thường. Tuy nhiên vấn đề phần lớn chúng ta gặp phải đó là khi nghe thì không hiểu, nhưng khi viết ra thì lại hiểu. Các bạn có gặp vấn đề đó chưa ạ? Hoặc là khi các bạn nghe một vấn đề gì đó, mình nghe không ra nhưng khi đọc phần hội thoại thì lại thốt lên rằng ô, tất cả những từ này mình đều biết hết rồi. Điều đó chứng tỏ một điều, các bạn không hề thiếu từ vựng. Điều này vừa đáng mừng mà vừa đáng lo. Mừng bởi vì các bạn biết nhiều từ vựng hơn các bạn tưởng. Nhưng có một nỗi lo, đó là các bạn thiếu một cái mà tôi gọi là sự liên kết giữa phần nghe và phần nhìn. Hay ở trong tiếng Anh người ta có cái chữ là the interrelationship between spoken and written languages. Điều này có nghĩa là những gì các bạn nghe khác với những gì các bạn thấy. Để cho dễ thì tôi xin lấy một ví dụ của tiếng Việt. Ví dụ như mình có chữ phải, không. Từ này đọc là phải, từ này đọc là không. Tuy nhiên nếu như các bạn dạy chữ này đọc là phải không cho một người nước ngoài thì họ sẽ không thể nào nghe được từ đó khi sống ở Sài Gòn. Bởi vì trong thực tế người Sài Gòn không nói là phải không, người ta sẽ nói là phone, phone, phone. Ví dụ, bạn là bác sĩ phone, bạn ăn sáng rồi phone, bạn học giỏi tiếng Anh lắm phải không? Vì vậy rõ ràng cái mà họ nghe thấy phải không khác với cái mà họ được dạy là phải không. Thực ra ở tiếng Anh cũng như thế mà thôi. Một câu khác nha. Hôm bữa thằng Minh nó mượn mày 1 triệu phải không? Hôm bữa thằng Minh nó mượn mày 1 triệu phải không? Thực ra trong văn nói người Việt chúng ta nói như thế nào các bạn nhỉ? Mượn mình nó mượn mày 1 triệu phải không? Các bạn để ý sẽ thấy rằng chúng ta nuốt luôn chữ hôm, chữ thằng, chữ một và tất nhiên là chữ phone. Mình đọc rất khác. Mượn mình nó mượn mày 1 triệu phải không? Mượn mình nó mượn mày 1 triệu phải không? Mượn mình nó mượn mày 1 triệu phải không? Người Việt chúng ta vẫn thường hay đọc nuốt chữ một các bạn. Ví dụ như là cho mượn ngàn đi, cho mượn ngàn đi, cho mượn ngàn đi. Đúng ra chúng ta ý muốn nói là cho mượn 1.000 đi. Hoặc là chữ thằng và chữ con chúng ta đều nuốt hết. Có một ví dụ mình vẫn hay cho học trò của mình, đó là gì? Có một đám cưới nọ, có một người tên Thanh và một người tên Minh. Các bạn nghe xem ai là cô dâu, ai là chú rể nha. Hôm nay mình đi đám cưới thằng Thanh với thằng Minh. Hôm nay mình đi đám cưới thằng Thanh với thằng Minh. Vậy thì thằng Thanh và con Minh. Người Việt của mình nuốt luôn chữ thằng và chữ con. Do đó, điều này quả là một trở ngại vô cùng đáng kể đối với những người nước ngoài học tiếng Việt. Học tiếng Anh cũng vậy. Các bạn nếu chỉ học từng chữ một như vậy thì mình sẽ không có sự liên kết giữa phần chính tả và các phần các bạn thật sự nghe trong cuộc sống. Ví dụ, rất nhiều học trò của mình khi mà nói chữ one of us, họ tưởng đâu đó là một từ nào đó gồm có 3 âm tiết. Nhưng thực sự khi viết ra thì nó rất đơn giản, đó chính là one of us. Nhưng khi nói, người ta nói là one of us. They want to see one of us. They want to see one of us. They want to see one of us. Ví dụ như vậy, vậy thì one of us là một cụm từ. Hoặc như chữ not at all. Not at all. Not at all nghe như là một chữ nào đó cũng gồm có 3 âm tiết. Mới toanh, nhưng mà thực sự nó cũng chỉ là not at all mà thôi. Do I like music? Not at all. Do I like English?
Not at all. Not at all. Tóm lại, tất cả những ví dụ trên cho thấy rằng chúng ta đang thiếu một sự liên kết giữa phần nghe và phần nhìn. Vậy thì để khắc phục tình trạng này, các bạn đơn giản phải tạo được sự liên kết giữa phần nghe và phần nhìn cho mình. Bằng cách nào? Đầu tiên, khi các bạn học một từ mới, hãy chú ý cách phát âm của nó. Mình vẫn hay đọc theo cái kiểu mà mình cho là đúng. Ví dụ như chữ này, rất nhiều bạn đọc là chữ preface, bởi vì phần này đọc là pre, phần này đọc là face, thế thì ghép lại là preface, nhưng thực sự nó đọc là preface, preface, preface. Vì vậy, đầu tiên, hãy học phát âm cho kỹ. Nếu được, các bạn hãy nhấn vào cái nút đọc lên ở trong từ điển để chúng ta làm quen với cách mà họ thực sự đọc đúng cái từ như thế nào. Đó là học một từ riêng lẻ để các bạn có thể nghe được thật sự người nước ngoài nói gì. Thì chúng ta cần phải học trong một đoạn văn, một bài nghe hoàn chỉnh. Vậy thì mình đề nghị một cách đó là các bạn vừa nghe, vừa nhìn cái phần hội thoại, cái phần lời của nó mà ở trong tiếng Anh nó gọi là phần script. Vậy thì tai thì nghe, mắt thì đọc script. Thì các bạn sẽ tạo được cái sự liên kết ở chỗ đó. Tới khi mà các bạn đọc thấy cụm từ one of us, mà bạn nghe là one of us, bạn sẽ có một cái kinh nghiệm rằng sau này khi nghe cái chữ one of us, bạn sẽ hình dung ra được nó chính là one of us. Cũng từ đó chúng ta có thể giải thích được các cách học nghe khác nhau, chẳng hạn như là xem phim có phụ đề. Xem phim có phụ đề tiếng Anh là một cách để các bạn đang tạo cái liên kết giữa phần nghe và phần nhìn. Đây cũng trả lời luôn câu hỏi cho các bạn là nếu như các bạn nghe một ngày 6 tiếng, một ngày 8 tiếng thì mình có giỏi hay không? Thì vấn đề là bạn nghe có hiểu hay không? Nếu bạn hiểu được thì việc đó có hiệu quả. Còn nếu bạn nghe mà vẫn không hiểu gì hết thì dù các bạn có nghe 10 tiếng, 12 tiếng, thậm chí 24 tiếng nó cũng sẽ không giúp cho bạn giỏi hơn được 1% những gì mà họ nói đâu. Cũng như tôi đây, các bạn bắt tôi nghe tiếng Nhật, nghe nhạc Hàn cả ngày thì tôi không thể nào giỏi tiếng Hàn, tiếng Nhật được, nếu tôi không có biết được cái mối liên kết của nó là gì cả. Vậy thì để luyện nghe, tôi xin đề nghị cho các bạn một số kênh như sau. Đầu tiên đó là TED Talk hoặc là Ellen Show, mang tính giải trí rất là cao. Nếu được, các bạn có thể vào trang esllab.com. Ở đây có rất là nhiều bài nghe cho các bạn, và có cả script và có cả từ vựng cho bạn nữa. Họ đã thiết kế vô cùng bài bản mà những trang này đều miễn phí cả. Hoặc bất cứ tài liệu nghe nào mà các bạn có thể tìm thấy được, hãy tạo cho mình một cái liên kết giữa phần nghe và phần nhìn. Rồi, sau khi đã có liên kết giữa phần nghe và phần nhìn rồi, thì cái trở ngại tiếp theo của việc nghe không hiểu đó chính là kiến thức nền. Điều này thì cũng rất là dễ hiểu. Các bạn hãy tưởng tượng mình đi học đại học ở giảng đường. Các thầy cô giảng cho mình bằng tiếng Việt đấy, nhưng mà mình vẫn có điểm không cao hoặc là thậm chí rớt trong các kỳ thi. Điều này không thể nào nói rằng, ồ, tiếng Việt của bạn có vấn đề à? Không phải là như vậy. Đây không phải là vấn đề của ngôn ngữ, mà là khả năng lĩnh hội. Vậy thì để khắc phục điều này, chỉ có cách là các bạn sẽ phải luyện tập rất là nhiều và rút kinh nghiệm sau mỗi lần mình gặp sai sót. Vậy thì đối với những bạn sắp sửa thi IELTS hay là TOEFL, các bạn có thể kiếm những cái bài tập nghe, những cái listening task có đáp án, mình làm đi làm lại và mình coi đáp án của mình sai chỗ nào và từ đó mình có thể khắc phục. Về tài liệu để cho phần này nghe thì đối với những bạn thi IELTS thì mình thấy có cái phần của sách Cambridge nó rất là hữu ích, hoặc là có thể bất kỳ một cái tài liệu nghe nào mà các bạn có thể tìm thấy được. Khi bạn đã biết cách học rồi thì tài liệu nào cũng sẽ được mà thôi. Tóm lại, dù có rất là nhiều lý do nhưng mà trong ba lý do về từ vựng, liên kết và kiến thức thì mình nghĩ điều mà rất nhiều học sinh Việt Nam thiếu chính là sự liên kết giữa phần nghe và phần nhìn. Vậy thì các bạn đừng chần chừ gì nữa, hãy tham khảo những trang web hoặc những cuốn sách mà tôi vừa đề nghị và hãy lập cho mình một cái kế hoạch để học nghe ngay từ bây giờ. Các bạn hãy nhớ rằng cũng với 30 phút học mỗi tuần nhưng một ngày học 5 phút sẽ hiệu quả hơn là dồn cả 30 phút vào chủ nhật các bạn nha. Tiếng Anh cần một sự đều đặn. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này và chúc các bạn học nghe thật là hiệu quả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Just bring out the English in you. Just bring out the English ấy mà. Nghe từng ngày học thêm một chút từ từng câu ca. Học English ở thật dễ ấy mà.